nào gọi bắt tay. Không biết làm gì nhưng mà thấy kêu thế nhưng mà cái con nguyệt nhà bà nó cũng mua ở dưới nhà Thanh ấy, sở phước quen nhà Thanh ấy, Thanh ở dưới nhà Thanh ấy. Thanh nào? Nhà Thanh Nhường ấy. Thanh Hải. Nhà Thanh Hải kia. Tôi nói tên vợ mì... tên nhà Nhường. Nhường. Bà Hai ấy. Bà Hai mì nhưng mà... Mì nhà đấy không ngon, mì này đâu. Nếu mà để mì ăn... Mì này chắc là ngon hơn này. Không phải không? Nhà chị Thanh Nhường nó làm không cẩn thận đâu, bẩn lắm. Không làm sạch nhà này đâu. Thế hôm ấy bà... Hôm nay ở nhà này bán 32, mua nhà đấy vẫn 32 đấy. Tại vì mình ăn được bao nhiêu đâu bà. Ừ. Nhưng mà kiểu như cứ quen đấy thì nó nên lấy ở đấy đấy. Nhà bà thấy nhờ. Bà cầm bà la thôi mà. Thôi, con đi xuống ăn mối mì lúc ủ đi. Một tí cô lại làm. Trời ơi. Em biết. Hôm nay đi mà cầm đâu cái con mì bỏ. Con cầm đó. Nhưng mày vứt ra xe ấy. Xe quá rồi, chứ không. Nó có túi không? Không biết đấy, tí nữa con quay lại. Tí con lấy về đây lấy. Hôm nay ông bảo gửi Nhu mà. Quên à? Ừ, hôm nay tao bảo gửi cho lúc tao điên cỏ về cho mẹ về hết rồi. Bà bố cho xe xe bố cho. Hôm nay ông bảo là gửi nhưng mà Nhu lại cứ bảo hôm nay cậu Khánh cậu đi. Khánh nhá. Ừ, cứ bảo cậu Khánh cậu đi. Nó bảo thế Khánh nó bảo là vâng thế thì con đi được. Có nghĩa là bảo trêu Khánh nào ông đi mà đi cùng ông, à mà đi thay ông. Ừ, thì hôm ấy ông bảo là gửi cái phong bì nhưng mà Nhu có bảo là không phải ấy, Khánh nó đi thế. Khánh là bảo thế để con đi cũng được. Thôi ông cứ cầm đi. Thì cứ cầm đi ấy mà Khánh đưa đi thì đưa cho Khánh. Không phải đưa. Khánh đã đi cứ kệ mày cứ bảo là bố cháu